Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị và làm việc với Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh quân khu 5, chủ trì buổi kiểm tra. Cùng dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống văn kiện chỉ đạo điều hành, đảm bảo phục vụ của Ban chỉ đạo và cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Văn kiện thực binh bắn đạn thật, thiết quân luật giới nghiêm, việc bố trí thiết bị các khu vực diễn tập. Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân khu, hướng dẫn các sở ban ngành, mặt trận, hội đoàn thể thành phố xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập có chất lượng, đúng quy định, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho các khung tập, chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh kịch bản và tổ chức hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập đạt chất lượng khá tốt. Bố trí thao trường bắn đạn thật đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, tổ chức phúc tra quân nhân dự bị và sẵn sàng động viên huấn luyện diễn tập. Sở Y tế thành phố tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khung tập, lực lượng phục vụ diễn tập và xét nghiệm cho hơn 700 cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện thực binh. Sau đợt kiểm tra, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Đà Nẵng sẽ chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh các hệ thống văn kiện còn thiếu, tiếp tục huấn luyện, luyện tập các lực lượng diễn tập theo đúng kế hoạch và đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.